Chúng mình làm kế hoạch giáo dục phải nhanh như vậy. Nói đến cái chủ đề gì là trong đầu đầy ý tưởng nói ra luôn. Cực kỳ nhanh luôn, chỉ xong vòng một buổi trưa có mà ra đây hoạt động trải nghiệm. Các bạn làm được điều đấy không? Trong số những cái hoạt động ở đây, hoạt động nào là hoạt động tạo ra sản phẩm theo ý thích? Mời các bạn lên đây ạ. Các bạn bàn bạc nào ở dưới. Theo các bạn, hoạt động nào sẽ là hoạt động tạo ra sản phẩm theo ý thích? Làm gì? Làm đèn ông sao? Nào ai nói to nào? Làm gì ạ? Làm đồ chơi. Làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu phế thải. Làm dây cờ. Rồi. Còn gì nữa? Sản phẩm theo ý thích ạ? Đi đâu nó cũng ngủ. Nào, còn gì sản phẩm gì theo ý thích nữa ạ? Trong chủ đề trường mầm non ạ? Ai nào? Cho ý kiến ạ. Khi mà chúng mình cho một cái đề tài mà làm sao để tạo ra sản phẩm theo ý thích thì thường các bắt đầu đặt tên đề tài là gì? Đúng các bạn? Bắt đầu đặt tên đề tài là... Đã là tạo ra sản phẩm theo ý thích thì tên đề tài bắt đầu bằng tạo ra, làm ra, sáng tạo hay thiết kế. Tiếp từ tiếp theo là gì? Cộng với tên sản phẩm. Nào, tạo ra cái gì nào? Mạnh dạn lên các bạn. Tạo ra. Trong trường mầm non đầy thứ để tạo ra. Nào, cô mời nhờ cô Mai Hà gọi cho cô Hồng. Hai người lên đây viết trên bảng một số những cái sản phẩm theo ý thích có thể tạo ra được trong chủ đề trường mầm non, viết lên bảng. Lên cho quen đi. Mình biết được vấn đề ở đâu mà sửa chữa. Vâng, xin mời cô giáo trường 3 của trường Phú Xuyên, mời hai cô ạ. Có phấn đấy cô ạ, cô lấy gì đấy ạ? À? Đây là đất nặng. Bút ạ. Cô muốn lấy gì của em lấy? Cô muốn lấy đất nặng. Đất nặng nặng đó. Bạn nào em thưa cô là biết là những cái sản phẩm mà các chị đã nêu là bản thân của em. Bản thân của em, nhưng mà trong vừa rồi mình vừa bàn bạc. Chị vừa lấy đất nặng. À, mình có bằng này đất nặng ạ. À? Vâng. Đây ạ. À. Rồi ạ. À. Đây là một món đồ dùng rất thần thánh trong trường mầm non chúng mình, đúng không? Lớp học nào cũng có, đúng không? Bây giờ nếu như chúng mình tạo ra... Các bạn có 5 phút làm bài, tập trung làm bài nhá. Nếu như chúng mình muốn tạo ra một sản phẩm theo ý thích với đất nặng này, các bạn sẽ bắt đầu bài học như thế nào? Đầu tiên tên đề tài là gì? Tạo ra cái đó bằng đất nặng. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô Mai Hà nhanh quá. Đúng không? Muốn có một cái đề tài là sản phẩm theo ý thích thì bắt đầu là tạo ra một cái gì đó bằng đất nặng, tạo ra một cái gì đó bằng giấy, tạo ra một cái gì đó bằng bìa các tông. Đúng không? Thì là tha hồ ý tưởng sáng tạo trên đời này xuất hiện. Tạo hình con vật bằng lá cây. Đúng không nào? Tạo dùng đồ chơi từ bìa các tông. Tạo hình gì ạ? Con thỏ bằng đất nặng. Các bạn tạo cái gì thì tạo, nhưng mà cộng với đề tài và da và cộng với nguyên liệu nhá. Đó, được chưa ạ? Đấy là cách đặt tên cái đề tài theo ý thích. Đọc là phải biết ngay là theo ý thích, không được nhầm giữa theo mẫu với theo ý thích, đúng không nào? Rồi, mời em ạ, à, em có những cái sản phẩm gì theo ý thích ạ? Vâng, thưa cô là em sau khi mà nghe các chị ở trên này thì đầy ý tưởng
thì theo em thì là có các sản phẩm theo ý thích đó là hồ tự bút thì trẻ có thể là tùy ý làm bằng những vật liệu khác nhau và trang trí cách trang trí cũng khác nhau theo ý thích của trẻ, trẻ thích như nào thì trang trí như thế. Và cái thứ hai đó là làm tranh trang trí rất bằng lá cây thì có rất là nhiều loại lá cây và tranh thì cũng có rất nhiều loại tranh khác nhau, trẻ có thể là nhiều bức tranh theo ý thích của trẻ ở trong trường mầm non mà trẻ thích. Thứ ba đó là trang trí đèn ông sao thì là đèn ông sao thì là có năm cái mà trẻ có thể là trang trí có thể là bằng là giấy màu hoặc là có thể trang trí bằng những giấy bóng kính hoặc là có trẻ thì có thể là làm bằng những cái vật liệu khác nhau như là những cái lá cây chẳng hạn hoặc là những cái lá khô hoặc là những cái nguyên vật liệu khác nhau để trang trí lên, thì đây là theo em hiểu đến cái ý của trẻ. Và cái thứ tư đó là làm người chơi bằng các nguyên vật liệu có một bạn đi chọn là làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu thiên hải khác nhau. Thì đồ chơi thì có rất là nhiều loại đồ chơi ở trong chủ đề trường mầm non, ví dụ như là cái bàn hoặc là cái ghế hoặc là xích lô, thì bạn ấy sẽ lựa chọn làm cái đồ chơi gì đó và bạn ấy sẽ phải nói ra được là cái nguyên liệu để làm cái đồ chơi đó. Rồi, cảm ơn em ạ, cảm một tràng vỗ tay cho cô giáo ạ. Rất là nhanh luôn. Chúng mình làm kế hoạch giáo dục phải nhanh như vậy. Nói đến cái chủ đề gì là trong đầu đây ý tưởng nói ra luôn. Cực kỳ nhanh luôn, chỉ xong vào một buổi trưa có mà ra đây và được trải nghiệm. Các bạn làm được điều đấy không? Làm được không ạ? Đấy, cô chỉ mời bạn lên, bạn đã liệt kê ra bao nhiêu hoạt động trải nghiệm rồi. Rồi, mời em. Dạ, thưa cô giáo, thưa tập thể vẫn là với chủ đề trường mầm non thì em có những hoạt động như là tạo bức tranh sáng tạo từ lá cây như vừa rồi các bạn đã trình bày ạ. Thứ hai là bóng đựng bút, thứ ba là hộp đựng chuyện tranh nha, để trang trí góc ở trong lớp học ạ. Thứ ba là trang trí đèn trung thu. Với cái hoạt động này thì sẽ có không chỉ nguyên đèn ông sao mà là các loại đèn đồng và các loại khác nhau ạ. Thứ năm là làm đồ chơi bowling là từ những cái vỏ chai phế liệu ạ, làm cái giấy cuộn cho trẻ chơi cả lớp học ạ. Rồi, dạ. Ok, cảm ơn em ạ, một tràng vỗ tay cho cô giáo ạ. Cô sẽ phân tích cái này nhá, cùng phân tích cái này xong các bạn mở mang luôn. Từ bây giờ những cái hoạt động tạo hình, hoạt động thiết kế này quá đơn giản với các bạn luôn. Các bạn có nghĩ là mình làm được điều đấy không ạ? Cố gắng nhá, tập trung học đừng buồn ngủ nhá. Cô thấy chỗ này vệt nắng dài ơi là dài nhưng vẫn ngồi im, không dám nhúc nhích. Ai mà nắng quá thì đứng lên đi ạ. Mấy cô giáo ở kia nắng quá, khổ thân quá, đứng. Đó, nếu mà nắng quá mình dịch ra một tí không thì đen hết làn da châu Á của chúng mình. Rồi mời các bạn ở khoa học viết các hoạt động ở đây giúp cô ạ. Khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Các bạn có những hoạt động gì các bạn viết nốt lên đi ạ. Xong cô phân tích tất cả các hoạt động trải nghiệm mà vừa rồi chúng mình đã liệt kê trong một cái chủ đề. Đầu tiên là tiết khoa học ạ. Song song lên luôn đi. Khoa học này, xong là công nghệ lên luôn đi ạ. Viết đi. Đây, viết ở đây, viết thành 3 cột. Viết nhỏ nhỏ, ba bạn lên đi. Viết đi các bạn, ba bạn viết đi. Đâu nữa, một bạn nữa. Mời ba bạn lên đi. Khoa học, kỹ thuật công nghệ lên chơi đi.